quá với nhiều học sinh phổ thông luôn là một nỗi ám ảnh. Đây là môn học khiến nhiều học sinh từ bỏ khối A, B mỗi khi thi đại học. Bởi ngoài tính toán ra những con số, quá buộc nhiều học sinh phải thuộc bản tuần hoàn hóa học. Có nhiều trường hợp khi bước vào thi môn hóa giáo viên vẫn hay phân loại bài nào được phép mang, bài nào không được phép sử dụng tài liệu thần thánh hóa này. Nếu như trong cùng một đợt kiểm tra chỉ có một đề diệt có hay không này hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên với trường hợp giáo viên soạn nhiều đề khác nhau, vấn đề này lại khiến không ít học sinh khá bất ngờ, điển hình như trường hợp y đây. Cận cảnh hai tờ đề khác nhau về chất và khác luôn cả quyền ưu tiên ảnh, diệt trên trường người ta. Cụ thể, một bạn học sinh vừa chia sẻ hai tờ đề do cô giáo phát trong một tiết kiểm tra hóa của lớp mình kèm dòng trạng thái tuy chỉ khác nhau ở chất nhưng vẫn phụ thuộc vào ăn ở nữa nha mấy bạn cùng lớp, khiến nhiều người chú ý. Và đúng là chỉ có giáo viên mới thầm sâu như vậy được, tự nhiên nhìn trên xuống dưới hai tờ đề chẳng có gì khác biệt lớn ngoài việc thay đổi chất. Hóa ra nhìn tới dòng trong ngoặc kép của nhiều học sinh té ngửa khi đề đứa này được sử dụng bản tuần hoàn mà đứa nào xui thì nhận ngay quả đề không được xem. Sau vài giờ đăng tải trên một trao về học đường, bài viết vẫn đang khiến nhiều người khó hiểu vì một sự phân biệt nhẹ này. Bạn Nguyễn Phú viết, đề nào cũng cho khối lượng g môn hết mà ta. Còn bạn Nguyễn Hồng Quang lại hài hước chia sẻ, ở Mỹ, bài trên của da trắng, bài dưới của da đen. Ở Đức 1939, bài trên của